Các bạn đang nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, chương thứ 31, Cái Hàng Kinh Hoàng, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Nhìn ánh mắt màu xanh lục yêu dị như đám lửa mà ấy, tôi đột nhiên nghĩ ra, phàm là các loại mèo hay chồn, khả năng nhìn trong bóng tối cực tốt, đôi mắt sáng không thua gì bóng đèn cỡ nhỏ. Đồng từ của động vật họ mèo có thể thu nhỏ hay phóng to tùy theo ánh sáng nhiều hoặc ít. Còn những con hoàng bì tử đã thành tinh thì càng ở chỗ tối, ánh tinh quang trong mắt lại càng sáng bừng. Lần trước bị chúng phải phép mê hồn của con hoàng tiền cổ trong miếu hoàng đại tiền, chúng tôi suýt chút nữa đã tự treo cổ chết trong căn hầm tối ấy. Đặc biệt đôi mắt xanh leo lét của con hoàng tiền cổ trong căn hầm tối om không đèn lửa, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như in. Tới đây bỗng nhiên quầng sáng xanh ấy chớp chớp lóe lên mấy lượt, tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội hỏi Tiền Béo: "Con hoàng tiền cổ mà cậu đem đi đổi kẹo hoa quả ấy, cuối cùng thế nào hả?" Chỉ nghe Tiền Béo vừa đập bùm bộp lên cái đèn công bình đeo trước ngực vừa đáp: "Ê, tôi tận mắt xem người ta lột ra nó, sao lại..." Rõ ràng cậu ta cũng trông thấy đôi mắt màu xanh lục lóe lên trong cái hàng cây chật hẹp, lập tức nghi ngay đến trường hợp con hoàng bị tử ấy chết không nhắm mắt, từ trốn âm gian bỏ lên đòi mạng. Dẫu có gan lớn bằng trời cũng không khỏi một phen kinh hãi. Tuyền Béo còn chưa dứt câu, trong hàng cây tối mù lại xuất hiện một đôi mắt sáng như lửa mà nữa. Hai đôi mắt chớp chớp mấy lượt, liền nghe phía đối diện phát ra một tràng cười thè thé cổ quái. Tiếng cười chói tai cực kỳ khó nghe, toát lên một vẻ gian tà khó tả, khiến ai nấy nổi hết cả da gà. Tôi than thầm không hay, hồi đó chỉ hại chết một con hoàng tiền cổ thôi, sao giờ bỗng dưng lại xuất hiện hai đôi mắt sáng như bốn ngọn đèn thế này? Rốt cuộc thứ gì đang ám quẻ chúng tôi đây? Tôi chợt nhớ đến bức bích họa cổ vẽ hoàng bị tử thành tinh, chiêu hồn cho cái xác đàn bà trong huyệt động bên kia. Trong cái thời đại vẫn còn chưa được khai hóa, thuật bói toán phù thủy hoành hành ấy, việc sùng bái thần thánh, tổ tèm có từ viên cổ vẫn rất phổ biến. Ở vùng Đại Hưng An Lĩnh và Thảo Nguyên gần đó đều tồn tại quan điểm coi chốn lông vàng là hóa thân của tử thần chốn âm tào địa phủ. Nhưng từ thời Tống, phong tục này đã dần mất đi. Có nhiều lúc tôi cảm thấy nhận thức của con người xưa đối với thế giới tuy rất nguyên thủy, nhưng công không thể phủ nhận sự linh ngộ của họ với tự nhiên và sinh mệnh, về một mặt nào đó còn thuần túy và trực quan hơn người hiện đại chúng ta nhiều. Chuyện hoàng bị tử chiêu hồn cho người chết chưa chắc đã là lời đồn vô căn cứ. Chẳng qua là với thế giới quan và giá trị quan của chúng ta thì rất khó để nắm bắt được chân tướng của sự việc thông qua cách biểu đạt của con người xưa mà thôi. Tinh thần tôi lúc ấy vô cùng hoảng hốt, đối với loại ý hiếp nhìn thấy được, chạm vào được như cường thì vẫn còn gắng sức liều mạng một phen được, chứ với cái thứ vong linh này thì lại chẳng biết bắt tay từ đâu. Nhất thời cũng thức thủ vô sách, đành mở mắt nhìn bốn ngọn lửa mà ấy bay lượn bên cạnh mình, trong lòng rối như tơ vò, định kéo Tiền Béo và Đinh Tư Điểm cướp đường bỏ chạy. Nhưng đừng nói là tìm được lối ra, mà cả một chút ánh sáng cũng chẳng thể có nữa. Rốt cuộc tôi cũng chỉ biết sốt ruột khan, chẳng thể nghĩ ra được cách gì hết cả. Lúc này đoạn âm quan đằng che mất cửa hàng cây đột nhiên sụt xuống thêm một chút nữa, thân dây mây và cửa hàng hé ra hai khe hở. Bên ngoài thì có sương mù, nhưng dẫu sao cũng là ban ngày ban mặt, một tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở ấy chiếu vào bên trong. Tình cảnh xung quanh chúng tôi đang từ tối om rồi nắm ngón tay lên trước mặt cũng không thấy gì, trở thành có thể mờ mờ trông thấy đường nét của sự vật. Trong hàng đã có thể lờ mờ nhìn thấy các thứ, bốn ngọn lửa mà và tiếng cười hung ác gian tà kia lập tức cùng lúc biến mất. Tôi vội vàng dụi dụi mắt định thần nhìn lại. Lão Dương Bị ngã cách chỗ tôi khoảng hai bước chân, dường như bị đập phải đầu, nằm sóng xoài dưới đất không nhúc nhích gì, không biết sống chết thế nào. Đinh Tư Điểm và Tuyển Béo thì ngồi ở hai bên cạnh tôi cũng bị ngã khá đau. Ngay phía sau lão Dương Bị, cây bào ông đeo trên lưng đã đổ tung tóe ra, đồ vật bên trong rơi lăn lóc dưới đất. Có hai con chồn vàng hình dáng kỳ dị ngồi chồm hổm trên người ông, lâm la lấm lét nhìn chúng tôi, bộ mặt hết sức cổ quái. Hai con hoàng bì tử này tiếng là chồn vàng, nhưng toàn thân lại không có lấy một cọng lông vàng nào, mà trắng toát như các loài cáo bạc,
Có điều gương mặt Hoàng Mỹ Tử không được đẹp như cáo, vừa xấu lại vừa tà ác, nhìn là thấy ghét rồi. Và lại thể hình của mấy giống này có đặc trưng rất rõ ràng, có đổi màu lông thế nào thì cũng vẫn là Hoàng Bị Tử thôi. Tương truyền giống Hoàng Bị Tử này cứ sống được một tháng là trên lưng lại mọc ra một sợi lông trắng. Đôi Hoàng Bị Tử toàn thân mọc lông bạc này không biết là do sống lâu quá mà thành tinh, hay thuộc một giống Hoàng Bị Tử đặc biệt nào đó sinh ra đã có lông trắng như tuyết rồi. Chỉ thấy hai con Hoàng Bị Tử ấy dường như bị ánh sáng bất ngờ dọi xuống qua kẽ hở làm cho kinh hãi, tứ chi vươn ra, nửa chồm hổm nửa song xoài trên người lão Dương Bì, cái đuôi kéo lên phía sau. Tôi vừa thấy động tác ấy của hai con trồn vàng, trong đầu lập tức như có sấm nổ giữa trời quang, tức thì tỉnh ngộ ra. Ở cửa tòa nhà đốt rác, hai cánh tay hiện lên trên ổ kính, thì ra chính là do đôi Hoàng Bị Tử này giả trò giả thần giả quỷ. Tứ chi của chúng cộng thêm cái đầu áp vào bên trên ổ kính, thoạt trông khá giống bàn tay với năm ngón tay, thêm vào cái đuôi to sủ đầy lông kia, chẳng phải rất giống một cánh tay người hay sao? Nghĩ đoạn tôi liền thầm mắng mình, không giữ được ý chí kiên định. Đúng là ma quỷ ở tại lòng ta. Lúc ấy không ngờ lại để hai con súc sinh lông lá này dọa cho khiếp hãi. Chỉ có điều không biết đôi Hoàng Bị Tử lông trắng này tại sao lại muốn dồn ép chúng tôi vào tuyệt cảnh như vậy. Từ xưa đến nay, Hoàng Bị Tử và cáo được dân gian công nhận là những loài giàu hoạt và thông hiểu tính người nhất. Những truyền thuyết về việc chúng tu luyện thành tinh thật nhiều không kể xiết. Điều này cũng không phải là ngẫu nhiên. Sự thật cái gọi là thành tinh ấy không phải chỉ khả năng biến hóa thành người. Những truyền thuyết kiểu như hồ ly thành tinh hóa thành cô gái, Hoàng Bị Tử hóa thành ông già đều chỉ là thêm mắm dặm muối, bịa tạc phết lắc mà thôi. Trồn cáo thành tinh chẳng qua chỉ có thể thông hiểu tính người, biết được xã hội loài người là như thế nào, có thể hiểu và mô phỏng những hành vi của loài người. Vì vậy một số người tinh thông phương thuật vẫn thường hay nói con người là vạn vật chỉ linh. Những loài súc sinh ấy không biết phải trải qua bao nhiêu kiếp, gặp bao nhiêu nạn, cuối cùng đắc đạo cũng chẳng qua chỉ đạt đến tiêu chuẩn của phàm nhân bình thường. Tiếc thay cho những kẻ sinh ra làm người mà đến hết đời cũng chẳng thể tận dụng được cái thân này. Cách nói này từ một góc độ nào đấy cũng chứng tỏ sự thực rằng loài trồn cáo có thể thông hiểu được lòng người. Hoàng Bị Tử có thể đoán được tâm tư con người, nhưng tôi lại không thể đoán ra hành vi và động cơ mục đích của chúng. Chỉ cảm giác khả năng lớn nhất là đôi Hoàng Bị Tử này phòng chừng có quan hệ gì đó rất sâu xa với Động Bách Nhãn. Bọn chúng đã ép chúng tôi vào giàn đốt xác, rồi không hiểu lại luồn qua đường nào chui vào bên trong, gây ra cho chúng tôi vô số phiền phức, đồng thời dọc đường luôn bám theo đến tận gian bí thất của người ngạc kia. Có lẽ vì uy kỳ sát khí của Thanh Bảo Đào Khang Hy, nên chỉ những lúc chúng tôi mệt mỏi, thần trí không tỉnh táo, bọn chúng mới có thể trực tiếp giở trò hãm hại. Còn đầu chỉ toàn là mấy mánh khóe xấu xa, mượn đào giết người. Những ý nghĩ ấy lần lượt lóe lên trong óc, giờ thì tôi đã hiểu được 8 phần rồi. Vì một sự kiện bất ngờ khiến cho chúng tôi ngã xuống khỏi dây mây Quan Âm Đằng, rơi vào hang cây này, rồi cửa hang lại vừa khéo bị bịt kín. Trong không gian chật hẹp không có bất cứ chỗ nào ẩn nấp, bây giờ mới phát hiện ra được hành tung của bọn chúng. Bằng không thì thật chẳng biết sẽ còn bị chúng bám đuôi đến lúc nào nữa. Điều duy nhất cần thiết nhất nhưng lại nghĩ mãi cũng không thông, đó là tôi đã để cao cảnh giác như thế rồi, hai con quái này rốt cuộc làm thế nào mà bám theo một cách thần không biết quỷ không hay như thế. Lúc này hai con Hoàng Bị Tử đã lộ mặt giặc già, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi với thái độ bất hảo. Bị ánh mắt của chúng chiếu vào, tôi lập tức nhớ đến cả chặng đường khốn khổ, vì hoảng sợ kinh hãi, lửa giận tức thì bùng lên ngùn ngụt. Lại nhớ đến lời hiệu triệu thời Hồng Vệ Binh, cầm bút lên làm đào làm kiếm, tập trung hỏa lực đánh lũ xấu xa. Bọn nghiêu quỷ xà thần dám nhúc nhích, đập nát cái đầu xấu xa, giết giết giết. Lúc này còn không dùng vũ lực, thử hỏi còn đợi đến bao giờ. Cảm giác ham muốn giết chóc trong tôi trỗi dậy. Mặt xác nó là cái gì, chỉ cần không phải là bóng u linh không thể bắt được thì cứ làm thịt trước rồi tính, tránh để sau này lại thêm phiền phức. Nhưng tôi chưa kịp ra tay, tên béo từ nãy giờ cáu tiết lắm rồi. Cậu ta lao bổ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thực ra ấy, đúng là hiếp người quá đáng mà. Tiền sự trả chúng mày, ta phải bắt hai con Hoàng Bị Tử thối tha chúng mày vỏ nát ra chủ đít mới được."
Tuyên Béo thể hình to lớn, ở trong hàng cây chật hẹp này chẳng khác nào một bức tường, mà tay chân cậu ta cũng rất nhanh nhẹn. Muốn bắt hai con chồn lông vàng trong chỗ kín mít thế này đâu phải việc gì khó. Nhưng không ngờ cậu ta lại vồ hột mấy phát liền. Hai con hoàng bì tử kia đều già sắp rụng hết cả lông. Chúng không phải né tránh rất nhanh, mà dường như có thể đoán được động tác của Tuyền Béo. Trước khi cậu ta ra tay, chúng đã biết trước mà né tránh rồi. Trên trán Tuyền Béo đầm đìa mồ hôi. Cứ tiếp tục thế này, có khi chết mệt rồi cũng không bắt được bọn chúng. Cậu ta nổi điên lên, chẳng còn để ý gì nữa, rút luôn khẩu nam bù 14 giả, bắn liền hai phát. Động tác rút súng bắp cò của Tuyền Béo nhanh đến mức tôi còn không kịp nhìn rõ. Và lại tôi vẫn nhớ hồi ở quân khu, cậu ta bắn bìa chưa một lần trượt đích. Ít nhất là tôi cũng chưa thấy cậu ta bắn trượt bao giờ. Chỉ cần súng nổ là chắc chắn trúng mục tiêu. Tôi thầm nhủ, hai phát súng này coi như giải quyết được vấn đề rồi. Cuối cùng thì cũng bớt được một phần gánh nặng. Không ngờ cả hai viên đạn của Tuyền Béo đều chật lất. Khoảng cách ngắn như vậy, mục tiêu lại quá rõ ràng, không ngờ cậu ta lại bắn trượt. Đừng nói là Tuyền Béo đần thối mặt ra, cả tôi cũng không dám tin vào mắt mình cho lắm. Tự đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác buốt giá. Hai con hoàng bì tử ấy thật chẳng khác nào hai cái bóng ma màu trắng, đến đi không dấu vết. Trong tình huống gần như không thể, vậy mà vẫn tránh được một phát súng chí mạng đó của Tuyền Béo. Hai viên đạn súng lục trượt mục tiêu, ghim chặt vào rễ cây. Tuyền Béo còn tưởng khẩu súng có vấn đề, cả người bần thần trong thoáng chốc. Một trong hai con hoặc bị tử liền thờ cơ nhảy đến trước mặt cậu ta, xì hơi một phát. Tôi và Đinh Tư Điểm đều ở sau lưng Tuyền Béo, tầm nhìn bị cậu ta che khuất, chỉ thấy một luồng khói xanh thốc vào mặt. Trong cái hàng cây tức thì thối om cả lên. Tuyền Béo đang ở vị trí đứng mũi chịu sào, liền bị hơi thối hun cho sách lè cả mặt. Chẳng còn để ý gì đến khẩu bọc họp trên tay mình nữa, lập tức đổ người ngã lăn xuống bên cạnh lão Dương Bì. Hò sù sụ không ngừng, hai chân đạp lia lịa xuống đất. Hai con hoàng bì tử kia đã nấp vào một góc, ánh mắt lập lòe, gương mặt lộ rõ nụ cười âm hiểm. Tôi trông thấy cặp mắt đầy tà khí của hai con hoàng bì tử, lập tức hiểu ra. Đôi mắt này của chúng dường như có thể nhìn thấu lòng người, đọc được cả tâm tư, tựa hồ như chất cử chất động của mình đều bị bọn chúng đoán biết cả vậy. Ở vùng núi nơi chúng tôi tham gia lao động sản xuất, cũng thường hay nghe người ta nói bọn hoàng bì tử thành tinh, không chỉ có thể nhiếp hồn mà còn có thể thông hồn, cũng chính là thuật đọc tâm và thuật thôi miên mà người hiện đại chúng ta vẫn hay nói. Nhưng hoàng bì tử thành tinh có thể đọc được tâm tư của con người đến độ nào thì chẳng ai biết rõ. Có lẽ nó chỉ thông qua cảm ứng điện tử trong ánh mắt mà dự đoán được hành động của con người. Cũng có thuyết tà dị hơn, nói hoàng bì tử thành tinh thậm chí còn nhìn thấu được tâm can. Đừng nói là thất tinh lục dục, đến cả lục phủ ngũ tạng đại não tiểu não, nghĩ cái gì cũng đều bị nó nhìn thấy hết. Tới đây tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra chính là hai con hoàng bì tử này có thể đọc được tâm tư của con người. Vì vậy cho dù luôn bám sát theo chúng tôi, bọn chúng cũng có thể ẩn mình dấu tích như thường. Và lại chúng còn luôn tìm cách tạo ra gánh nặng tinh thần và áp lực tâm lý cho chúng tôi. Vì trạng thái tinh thần của con người càng kém thì càng dễ bị chúng xuyên thấu tâm tư. Cỗ cương thi người Nga đã bị bọn tôi đốt chỉ còn lại một đống xương vụn. Chúng còn lén lén mang mấy khúc xương cháy đèn ấy đặt lên trên bàn. Như vậy dù không giết được chúng tôi trong mơ, cũng khiến chúng tôi ngỡ rằng đang có ma quỷ làm loạn. Vì thế lại càng căng thẳng hơn. Hệ thần kinh con người cũng có cực hạn chịu đựng. Cứ như vậy thì chẳng mấy chốc, không cần chúng nó ra tay, bọn tôi cũng gần như suy sụp hết cả rồi.